Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc gây chú ý nhất hiện nay. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kim So-yeon, Eugene và đặc biệt là người đẹp nói dối Lee Ji-a. Tái xuất màn ảnh nhỏ sau 2 năm, Lee Ji-a được khen ngợi khi thể hiện thành công vai diễn phu nhân giàu có Kim So-yeon, người phụ nữ tốt bụng nhưng bị phản bội. Nhiều khán giả cho rằng Penthouse và vai diễn Kim So-yeon sẽ giúp nữ diễn viên tìm lại hào quang ở tuổi 42 sau ồn ào đời tư. Đóng cặp với ông hoàng Hallyu Bae Yong-jun, hẹn hò cùng mỹ nam điện ảnh Jung Woo-sung. Cái tên Lee Ji-a từng khiến bao người ghen tị, nhưng đáng tiếc, tất cả danh vọng và tình yêu đã tan vỡ như bong bóng khi chuyện cô từng bí mật kết hôn với huyền thoại âm nhạc Seo Tae-ji bị phanh phui. Nói dối về mọi thứ trong đời. Quay ngược lại thời gian vào năm 2007, khán giả châu Á rúng động trước dự án phim The Legend – Thái Vương Tứ Thần Ký. Thời điểm đó, đây là phim truyền hình có kinh phí lớn nhất lịch sử Hàn Quốc với 43 tỷ won, tương đương 1.000 tỷ đồng. Quan trọng hơn, đây là bộ phim có ông hoàng Hallyu Bae Yong-jun đóng vai chính. Từ sau bản tình ca mùa đông, Bae Yong-jun đã trở thành ngôi sao châu Á, nên việc anh nhận lời tham gia Thái Vương Tứ Thần Ký càng khiến khán giả chờ đợi bộ phim này hơn. Người ta bàn tán, tò mò xem nữ diễn viên nào sẽ được sánh vai cạnh ông hoàng Hallyu. Cứ ngờ đó sẽ là một ngôi sao hàng đầu, tương xứng với Bae Yong-jun cả về ngoại hình lẫn danh tiếng. Thế nhưng, khi nhà sản xuất công bố cái tên Lee Ji-a, mọi người té ngửa vì chẳng biết cô gái này từ đâu ra. Lật lại hồ sơ, Lee Ji-a mới chỉ đóng quảng cáo điện thoại với Bae Yong-jun và chưa từng xuất hiện trong bộ phim nào trước đó. Xưa nay, các diễn viên Hàn thường phải trải qua khá nhiều vai quần chúng, vai phụ thì mới tiến được đến vai chính, hoặc chỉ ít cũng phải là ca sĩ nổi tiếng mới được ưu ái như thế này. Còn Lee Ji-a chỉ là cô gái vô danh nhưng đã nhận được vai chính trong một dự án bom tấn như Thái Vương Tứ Thần Ký, đúng là hiện tượng lạ. Rất may là Lee Ji-a có gương mặt anh hình, diễn xuất cũng tốt nên nhanh chóng được khán giả thừa nhận. Cô lại được công ty giải trí KS của Bae Yong-jun ký hợp đồng và từ đó nhận được nhiều dự án lớn khác. Tuy rất may mắn khi nổi tiếng ngay sau vai diễn đầu tiên, nhưng Lee Ji-a không vì thế mà chủ quan. Cô chịu khó học đàn violin để vào vai nhạc công trong phim Beethoven Virus, cô trợ lý chăm chỉ của làng thời trang trong phim Style, rồi lại thành nữ điệp viên trong phim hành động Âm Mưu Athena, Nữ Thần Chiến Tranh. Thời điểm scandal hôn nhân của Lee Ji-a bị phanh phui, nhiều người nhận xét nữ diễn viên nói dối về mọi thứ trong đời. Cô không tiết lộ tên thật, tuổi thật, không để lộ bản thân đã kết hôn với huyền thoại nhạc Hàn Seo Tae-ji từ năm 19 tuổi. Thậm chí, cô còn ly hôn từ thời điểm vừa gia nhập ngành giải trí được 2 năm. Tất cả những thông tin trên chỉ được hé lộ khi vụ kiện đòi tiền chu cấp sau khi ly hôn bị báo chí đăng tải. Cụ thể, năm 2011, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngôi sao Thái Vương Tứ Thần Ký kiện chồng cũ Seo Tae-ji đòi anh chu cấp 500 triệu won, 460.000 USD và chi cho cô 5 tỷ won trong số tài sản của dòng ca huyền thoại. Vụ việc gây xôn xao vì Seo Tae-ji tuyên bố hai người đã ly hôn từ năm 2006. Theo luật Hàn Quốc, một người không thể kiện đòi tiền cấp dưỡng và phân chia tài sản nếu ly hôn quá 3 năm. Tuy nhiên, Lee Ji-a khẳng định hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp đến tận năm 2009, nên cô còn quyền khởi kiện. Lúc này, truyền thông bắt đầu đào sâu lịch sử hôn nhân của hai người. Theo thông tin người quen của nữ diễn viên cung cấp, cô di cư sang Mỹ cùng gia đình và gặp gỡ Seo Tae-ji vào năm 1993. Hai người làm quen và giữ liên lạc qua thư. Năm 1996, nhóm nhạc của Seo Tae-ji tan rã, anh chuyển đến Mỹ sống, chính thức hẹn hò với Lee Ji-a. Một năm sau, hai người quyết định kết hôn. Cuộc sống tân hôn chỉ kéo dài vài tháng, ca sĩ 48 tuổi quyết định trở về Hàn Quốc, Lee Ji-a ở lại Mỹ và dự kiến sự thật về cuộc hôn nhân. Năm 2004, nữ diễn viên về Hàn Quốc và muốn gia nhập ngành giải trí. Seo Tae-ji sử dụng mối quan hệ trong ngành giải trí để giúp vợ sánh đôi với Bae Yong-jun trong quảng cáo điện thoại. Tuy nhiên, theo hồ sơ do công ty quản lý công bố thời điểm đó, Lee Ji-a được cho là sinh năm 1981. Dựa vào thời gian gặp và kết hôn với Seo Tae-ji, khán giả phán đoán cô đã khai gian năm sinh. Lee Ji-a cũng không phải tên thật của nữ diễn viên. Sau đó, nguồn tin thân cận tiết lộ Lee Ji-a tên thật là Kim Sang-yoon, sinh năm 1978. Cô và Seo Tae-ji đã có 2 con gái. Nữ diễn viên chưa từng lên tiếng về nghi vấn đã có 2 con. Công ty quản lý của Lee Ji-a thời điểm đó chia sẻ, họ không biết cô từng kết hôn với Seo Tae-ji hay bất kỳ thông tin nào khác về đời tư của cô. Vụ việc trở thành một trong những scandal ồn ào nhất năm 2011, Lee Ji-a cũng có thêm biệt danh người đẹp nói dối. Không chỉ gọi bằng biệt danh trên, sự nghiệp của cô cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nữ diễn viên phải tạm rút khỏi ngành giải trí 2 năm. Người làm trái tim Jung Woo-sung tan vỡ. Showbiz không thiếu những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, có thể đi đến cái kết có hậu như Biren và Kim Tae-hee. Bên cạnh đó, cũng tồn tại không ít mối tình khắc cốt ghi tâm, người trong cuộc hạnh phúc, công chúng hết mực ủng hộ, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, giống như trường hợp đáng tiếc của Jung Woo-sung và Lee Ji-a. Vì hoàn cảnh bắt buộc, họ phải nói lời chia tay, ôm nỗi tổn thương đến tận ngày hôm nay vẫn chưa tìm được một nửa cuộc đời của mình. Tháng 3 năm 2011, showbiz Hàn chấn động trước những bức ảnh hẹn hò của Jung Woo-sung và mỹ nhân Lee Ji-a tại thành phố Paris, Pháp. Không lâu sau đó, chàng tài tử điển trai được mệnh danh là ông hoàng của những người nổi tiếng, chọn đúng dịp sinh nhật của mình để xác nhận chuyện tình yêu nghiêm túc. Trong hơn 2 thập kỷ gia nhập ngành giải trí,
Jung Woo-sun chỉ một lần duy nhất thừa nhận hẹn hò với bạn diễn Lee Ji-ah. Anh thừa nhận hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trên phim trường Athena. Theo Jung Woo-sun, anh và Lee Ji-ah có tính cách và suy nghĩ tương đồng. Thời điểm đó, dù chỉ mới ở bên nhau chưa được bao lâu, nhưng Jung Woo-sun đã sớm mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với bạn gái, chứng tỏ anh vô cùng nghiêm túc với mối tình công khai đầu tiên và duy nhất này. Chuyện tình của hai người từng khiến báo chí Hàn hao giấy tốn mực, khán giả xôn xao. Jung Woo-sun được coi là hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Vì vậy, việc anh công khai chuyện tình yêu với Lee Ji-ah đã khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, chuyện tình nhanh chóng đổ vỡ sau khi công khai vài tháng. Lee Ji-ah bị phát hiện đã bí mật kết hôn với huyền thoại âm nhạc Seo Tae-ji. Cô giữ bí mật đời tư với Jung Woo-sun, chưa từng để lộ chuyện đã yêu hay kết hôn. Một nguồn tin thân cận từng khẳng định với truyền thông Hàn rằng Jung Woo-sun đã sốc nặng khi biết về quá khứ của bạn gái. Nguồn tin thân cận với Jung Woo-sun tiết lộ, anh yêu Lee Ji-ah rất nhiều nhưng quyết định chia tay với cô. Chuyện tình với Lee Ji-ah được cho là để lại vết thương lòng lớn cho Jung Woo-sun. Từ đó, Jung Woo-sun và Lee Ji-ah như trở thành hai người xa lạ, không hề nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ. Mãi đến vài năm sau, nam diễn viên The King mới dám đề cập đến. Tôi không nghĩ cô ấy có tội, điều đó cũng chẳng thành vấn đề với tôi. Thứ duy nhất khiến tôi tiếc nuối là chuyện hẹn hò cùng tôi đã gây cho cô ấy nhiều rắc rối. Tôi hy vọng Lee Ji-ah không phải lo lắng về tôi, thay vào đó cô ấy hãy tự chăm sóc bản thân mình. Ngoài ra, Jung Woo-sun cũng chia sẻ Lee Ji-ah đã kể hết với anh về quá khứ của cô trong chuyến du lịch sang Pháp, nhưng nam tài tử vẫn chấp nhận và giữ im lặng để bảo vệ bạn gái. Về phía Lee Ji-ah cũng bày tỏ sự tiếc nuối và hối hận dành cho mối tình với Jung Woo-sun. Tuy nhiên, người đẹp cũng không nhắc đến khả năng tái hợp của họ, mà chỉ chúc tình cũ gặp được nhiều may mắn và mọi điều bình yên trong cuộc sống. Hiện nay ở tuổi tứ tuần, Jung Woo-sun vẫn là nam thần độc thân, quyến rũ trong mộng của hàng triệu cô gái, nhưng cuộc đời anh vẫn thiếu vắng một bóng hồng để làm điểm tựa tinh thần. Lee Ji-ah cũng chọn cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng trở lại đóng phim. Có vẻ như cả hai ngôi sao sau khi trải qua cuộc tình không trọn vẹn đã chịu quá nhiều tổn thương nên đến nay vẫn chưa dám mở lòng thêm một lần nào nữa.